Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, ngày 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Lê Văn Trung vừa đến thăm tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn quận Cẩm Lệ. Cùng đi có lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Trưởng ban Dân vận Thành ủy Lê Văn Trung đã đến thăm thương binh 104 Lê Hữu Hào, cán bộ hưu trí trú tại phường Hòa Xuân, mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Em, 92 tuổi, trú tại phường Hòa Xuân, và bà Trần Thị Cử, vợ liệt sĩ Kiều Văn Nhẫm, trú tại phường Hòa Xuân. Trưởng ban Dân vận Thành ủy bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về những đóng góp to lớn của các gia đình chính sách trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, ân cần thăm hỏi sức khỏe, đồng thời mong muốn các gia đình chính sách cố gắng sống vui, sống khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống, gương mẫu, chấp hành pháp luật và động viên khích lệ con cháu tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, qua đó góp phần xây dựng thành phố giàu đẹp.